ghé thăm một trong 4 trường chuyên của thành phố Hồ Chí Minh. Trường chỉ chính thức được mang cái tên hiện tại vào năm 2000, nhưng cơ ngơi của trường đã xuất hiện từ năm 1874, đó là trường phổ thông trung học chuyên Trần Đại Nghĩa. Kính cổng cao tường tại vị trí trung tâm thành phố, trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa có khuôn viên khá nhỏ so với số lượng hơn 2.000 học sinh của trường. Trước năm 1975, trường này chính là trường dòng La Santa Be, thành lập từ năm 1874. Sau năm 1975, tất cả các trường dòng La San đều được đổi tên. Trường La Santa Be đóng cửa năm 1976. Sau đó, cơ sở trường được dùng làm trường trung học sư phạm và đến năm 2000 là trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Cái trường này nó nằm ở trên một ngọn đồi, người Pháp đã xây dựng trên một ngọn đồi, giống như cao nhất là cái phòng thầy hiệu trưởng. Nhưng mà ở đây mà đi ra thì tất cả đều xuống dốc hết, xung quanh. Ở trong đó có nhà thờ Đức Bà, này kia có bưu điện thành phố, rồi thành phố mình cũng những nhà là xưa đây là tất cả đều là chưa có xi măng. Và cái cấu trúc này là mình nếu mà mình gỡ ra thì mình thấy nó là gạch, vôi và cát cộng với đường mật làm lên. Ở giữa thì nó có lõi sắt. Thực sự ra là tôi thì ngày xưa tôi còn học sinh tôi không biết, không để ý. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta đã chọn cái hướng của Nguyễn Du á, là cái hướng cổng cổng chính, đây là sân danh dự, còn cái cổng Lý Tự Trọng á, là cổng sau. Thì cái cửa cái phía trước này á, thực sự là nó nhỏ hơn, cái phía sau nó có một cái phần rộng hơn một chút, tức là nó nở hậu một chút, tôi nghĩ như vậy. Còn cái sân trường á, thì thấy rõ rằng là tôi nhìn cho vui á, thì thấy rằng là một cái cột cờ, hai sân bóng rổ, 4 trụ bóng rổ, 8 cái bảng. Tôi nghĩ rằng là từ ở giữa nó phát những tao nghĩ rằng là ngày xưa không biết người có tính cái điều đó hay không, nhưng mà thấy rằng là nó giống như là nó gấp lên như vậy đó. Thầy Lâm Trường Nghi, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, ngay từ ngày đầu thành lập, trường đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm và bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc để cung cấp cho các trường chuyên của thành phố Hồ Chí Minh như Lê Hồng Phong, phổ thông năng khiếu. Định hướng trong năm nay, nhà trường còn được giao nhiệm vụ dạy các bộ môn khoa học bằng tiếng Anh. Chương trình đang thực hiện ở một số lớp đối với học sinh có nhu cầu muốn tiếp cận chương trình nước ngoài. Mô hình này hiện được các tỉnh thành bạn đến tìm hiểu và học tập. 100% học sinh được học tăng cường tiếng Anh. Ngoài ra những học sinh lớp chuyên ở cấp trung học phổ thông được học thêm cái ngoại ngữ thứ hai. Nhiều năm rồi thì các em được học tiếng ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức, tiếng Pháp. Và năm học này thì cũng đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chấp thuận thì chúng tôi đưa cái tiếng Hàn vào học để cho các em học sinh lớp 10. Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là một trong những trường tăng cường Anh văn đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài tiếng Anh chính khóa 4 tiết một tuần, các em còn được học tăng cường 4 đến 6 tiết tiếng Anh, bổ trợ thêm cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, hướng đến các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, IDT, v.v. Thì cái lớp chuyên Anh thì đa số học sinh học rất là đông. Thì lớp chuyên Anh thì mỗi khối như vậy thì có 3 lớp chuyên Anh. Với lớp chuyên Anh thì ngoài cái học chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục nè, thì các em sẽ học sách solution, bổ trợ thêm cho các em về cái kỹ năng nghe nói đọc viết, và đặc biệt là thêm một cái số kiến thức cho các em có thể thi những kỳ thi quốc tế, những cái chứng chỉ quốc tế chẳng hạn như là IELTS, TOEFL, IDT chẳng hạn vậy. Thì một số các em cũng đã thi và có kết quả rất là khả quan. Điều khiến cho trường Trần Đại Nghĩa được vinh dự mang danh trường chuyên không chỉ vì khối kiến thức đồ sộ và thành tích đáng nể, mà là vì mô hình học tập mang tính ứng dụng cao. Ví dụ như bộ môn hóa chẳng hạn thì các em rất là hứng thú, là bởi vì nghiên cứu khoa học về bộ môn hóa thì các em sẽ thấy có một cái ứng dụng thực tế rất là mạnh, như là nghiên cứu về cái hàm lượng phormon trong bún và bánh phở, và các em tìm ra một cái bộ kit để có thể thử được cái hàm lượng đó là có được hay không. Với phụ hiệu học sinh trường chuyên, các em học sinh trường Trần Đại Nghĩa luôn được coi là những con gà nòi của thành phố, luôn đầu tắt mặt tối với khối kiến thức trên lớp và bài vở về nhà. Thực tế có phải như vậy không? Học chuyên toán ở đây thì tất nhiên là nó sẽ nặng rồi, nhưng mà bản thân em là học ở đây từ năm lớp 6, cho nên là từ khi mà vô đây là em đã cảm thấy là mấy bạn là đã rất là cố gắng từ khi còn rất là nhỏ, cho nên là em cũng phải cố gắng hơn thì mới giỏi được như mấy bạn. Theo em thì nó không có nặng bằng những cái trường như là Lê Hồng Phong hay Năng Khiếu, nhưng mà nó sẽ nặng hơn so với những trường thường. Nhưng mà theo em thì em thấy em học cũng vừa sức với mình thôi, không có quá nặng. Không phải là những chú gà công nghiệp chỉ biết học, học sinh trường Trần Đại Nghĩa còn tiên phong trong việc tổ chức những hoạt động câu lạc bộ đội nhóm bổ ích và thú vị. Những kỳ hội trại, những đêm văn nghệ, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ như thế này đối với các em là những kỷ niệm đáng tự hào. Bên cạnh những hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, của thành đoàn và quận đoàn, thì nhà trường cũng có những cái hoạt động riêng dành cho các em,
như là các câu lạc bộ đội nhóm, như câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản, câu lạc bộ báo chí, vân vân. Các em được tham gia vui chơi, giải trí và đóng góp những cái tài năng cho các hoạt động của nhà trường, tạo nên những cái thành tích rất là đáng kể cho nhà trường, được Sở Giáo dục Trung ương Đoàn đánh giá cao. Em Tạ Khánh Linh, bí thư đoàn trường chia sẻ, vì là trường chuyên nên các em phải học rất nhiều, việc tham gia phong trào chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Tuy vậy, hoạt động của trường vẫn được đảm bảo, có thể không phải là những hoạt động rầm rộ, nhưng tất cả học sinh đều tham gia tích cực và có kỷ niệm rất riêng. Học sinh 12 ra trường rồi vẫn còn có đăng lên trên Facebook, mạng xã hội những cái tấm hình là văn nghệ của 3 năm trước, rồi những cái kỷ niệm cãi cọ hay là những cái kỷ niệm vui buồn có nhau ở trong những cái hội trại 26 tháng 3, rồi là những cái tiết mục flash mob mà có áo lớp, thậm chí là thầy cô thậm chí còn tham gia nữa. Đặc biệt, trường Trần Đại Nghĩa là trường phổ thông đầu tiên và duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản. Đây là nơi để các em có hiểu biết thêm về văn hóa và phong cách làm việc của người Nhật Bản. Hiện tại là Nhật Bản đang đầu tư rất là nhiều vào Việt Nam, và học sinh Việt Nam mình cũng đang có ước muốn du học rất là lớn ở Nhật Bản, cho nên là cái sự thành lập câu lạc bộ đã giúp cho các bạn tiếp cận tới cái nền văn hóa đó hiểu hơn và giúp cho các bạn tin vào cái lựa chọn của mình là có đúng hay không. Tiếp xúc với các em, chúng tôi có đôi phần ngỡ ngàng vì những gì mà các em chia sẻ. Đó không chỉ là sự tự PR bản thân và ngôi trường của mình. Những câu chuyện của các em cho thấy một mối quan tâm thực sự đến sự nghiệp tương lai, một quan điểm rõ ràng về ước mơ và con đường mình sẽ lựa chọn. Ước mơ của con là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Dù có là bác sĩ, nhà giáo hay bất cứ ngành nghề nào, ánh mắt tự tin và tràn đầy nhiệt huyết của các em khiến cho chúng tôi tin rằng các em sẽ thành công. Lý do mà các em có thể tự hào mang trên phù hiệu cụm từ Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa không phải là những tấm bằng khen mà thầy và trò của trường nhận được, mà là chính bản thân các em, một thế hệ sáng giá mang theo nhiều kỳ vọng, hoài bão và ước mơ.